Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt trên đường Cách Mạng tháng 8, ngay khu vực gần chợ Biên Hòa này quý vị. Bây giờ là khoảng 9 giờ sáng, hôm nay là thứ ba, ngày 13 tháng 4 năm 2021. Phú đang có mặt tại trung tâm thành phố Biên Hòa, lang thang ở đây quay video chia sẻ quý vị. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ ha. Chúng ta chờ cái đèn đỏ một chút xíu nha quý vị. Đấy, ngay chỗ này là có một cái giống như cái bồn hoa ngay chỗ này này, giống như một cái công viên nhỏ hôm này này. Đi thẳng vào cái đường Nguyễn Thị Hiền để đi vào bên trong chợ Biên Hòa thì Phú đi thẳng cái đường này luôn. Nắng khá là cao vậy, trời nắng gắt lắm. Tới cái đoạn chỗ này thì Phú sẽ qua đường và Phú sẽ đưa quý vị các bạn đi qua cái đường Phan Đình Phùng, đường Phan Đình Phùng hay gọi là cái đường Dốc Sỏi hồi xưa đó quý vị. Đi dạo một vòng ở đây buổi sáng nha. Đây quý vị ơi, khu cái chỗ này là gần quán phở Tứ Hải này, nhộn nhịp lắm. Các bạn thấy không? Xe cộ đông quá trời đông luôn. Ngay chỗ này là tiệm vịt quay Hạnh Phước đây các bạn. Đây là tiệm vịt quay Hạnh Phước này, các bạn thấy không? Đông lắm. Lúc nào cũng rất là đông. Tiệm vịt quay rất là nổi tiếng ở đây rồi. Khu này đa số là các cái quán của người Hoa rất là nhiều. Rất là mát quý vị. Con đường ở chỗ này mát lắm. Cây xanh nhiều mát. Cái đường này còn gọi là cái đường Dốc Sỏi hồi xưa quý vị. Phở Tứ Hải. Đây cũng sẽ rẽ qua cái hẻm này đi. Cái hẻm này là cái đường Trần Minh Trí. Cái đường Cơm Tư Búa ở đây nè. Cái đường có quán cơm Tư Búa rất là nổi tiếng ở đây. Và con đường này là con đường mà rất là nhiều quán cơm, quán ăn sáng bình dân ở đây quý vị, bán cả ngày luôn. Đó. Nói chung là cả ngày quý vị cứ tìm đến con đường này ăn cơm bình dân, ăn sáng bất cứ lúc nào cũng có, rất là tuyệt vời. Tới ngay chỗ này thì cũng lại rẽ qua cái đường bên này, cái hẻm bên này. Đấy. Cái hẻm bên này đưa chúng ta đi đến chợ Lò Bò các vị. Cái hẻm này, cái hẻm ngay chỗ chợ Lò Bò. Thì Phú cứ đi lang thang như vậy, đi đến những cái nơi mà quý vị có thể dễ dàng nhận ra được thì Phú sẽ đến thường xuyên quay cho quý vị xem. Đấy. Hành lá 15.000 một bó. Đấy. Đây là cái đuôi của chợ Lò Bò các vị. Bây giờ Phú sẽ tiến vào bên trong chợ Lò Bò này. Ở đây có nhiều quán ăn sáng lắm. Bữa nào Phú sẽ đi vào đây ăn sáng quay cho quý vị xem. Đây chúng ta bắt đầu vào bên trong chợ Lò Bò các bạn. Đó, chợ Lò Bò sáng thứ ba đầu tuần cũng không có đông quá lắm, vắng. Người thấy không, cái đường mà có một cái xe ba gác đi vào trong đây một cái một là kẹt đường liền. Chợ cũng không đông lắm các bạn, vắng.
cũng nhận thấy là bà con không có đi chợ mấy. Vắng. Này Hữu chạy ra ngay chỗ này luôn, ngay đầu chợ Lò Bò. Ngay đầu chợ Lò Bò các bạn. Đi ra cái đường 30 tháng 4. Đó, hay còn gọi là đường Trần Hoài Đức ngày xưa. Ngay khúc chỗ này là gần rạp Hát Khánh Hưng các bạn. À, ngay chỗ này là rạp Hát Khánh Hưng nè. Vậy thấy khu này dân giàu không? Toàn đi xe hơi không? Đấy. Audi rồi mẹt không? Toàn dân giàu. Đi thẳng cái này xuống chúng ta ra ngay chỗ ngã năm công viên Bình Hùng quý vị. À. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nha. Có nhiều quý vị nói Vũ là sao mà một ngày ấy mà đăng có một cái video về ăn sáng à. À, sao không có quay ăn nhiều lên. À, nói thật với quý vị là buổi sáng ấy, đi công việc ấy, cho nên là ghé ăn sáng rồi tiện quay cho quý vị xem luôn. Ăn sáng thì no rồi còn ăn được cái gì nữa đâu. Đó, đi công việc rồi tiện thể thì cũng quay cho quý vị xem hành trình ngoài đường cái này thôi. Rồi đi về chứ không có lang thang ăn uống ở ngoài đường quý vị. Đấy. Đấy, cho nên là quý vị thấy là một ngày là chỉ có một cái video ăn sáng là như thế. Còn nếu mà về ăn uống á, thì Vũ sẽ sắp xếp có những cái bữa khác, ví dụ như là bữa trưa hoặc bữa tối quay cho quý vị xem. Thì ở Biên Hòa nói chung là ăn uống về buổi tối nó vui nhưng mà nó phức tạp quý vị. Nó vui và phức tạp lắm. Còn buổi trưa thì nếu mà không biết chỗ ăn thì lang thang ngoài đường. Đấy. Nắng oi bức lắm. Còn ăn sáng thì nhiều vô số kể quý vị. Ăn sáng thì rất là nhiều. Buổi sáng ở Biên Hòa mà ăn sáng rất là nhiều. Hai ông ta đang ở khu vực dốc Ngô Quyền quý vị ha. Đi đến ngay chỗ này có cái hẻm, đi vào trong ga, đi vào cái hẻm này quay cho quý vị xem một chút ha. Hẻm này có tên là hẻm số 161 đường 30 tháng 4. Cái tên hẻm cũ là hẻm 232. Cái hẻm 232 phường Trung Dũng. Đấy. Đi vào cái hẻm này quay cho quý vị xem. Thì cái hẻm này nó thông với lại cái đường Hưng Đạo Vương trong ga Biên Hòa ha. Lâu lâu đi vào mấy cái hẻm này quay cho quý vị xem cho đỡ nhớ nhà nhé. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Đấy. Trong này quý vị thấy không? Dân giàu quá trời luôn. Dân trong này giờ giàu lắm. Đường xá trong này hẻm nhiều lắm quý vị. Rất là nhiều hẻm luôn á. Nhưng mà Phú chỉ đi cái đường chính này thôi. Còn hẻm nhỏ nhiều lắm. Đi lát nữa là vào ngõ cụt là phải quay đầu ra. À, quý vị thấy không? Đây, ở đây là chúng ta ra tới cái đường Hưng Đạo Vương rồi. Vô tới trong ga Biên Hòa. Đấy. Cô đi thêm một chút nữa cho vào tới ga luôn rồi quay ra nha. Đây các bạn.
Ngay đây là ga Biên Hòa này. Đấy, quý vị thấy đây là cổng ga Biên Hòa này. Đấy, ga Biên Hòa. Đó. Tôi sẽ đi qua cái hẻm đây luôn. Đi qua những cái hẻm ở đây, quay cho quý vị xem. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ ha. Cái này là nó sát bên hông với lại ga luôn quý vị. Đây là bức tường này của ga Biên Hòa. Bên này là bên nhà người dân. À. Cái đường này thì nó hơi vắng vẻ một tí. À, vậy thấy không? Đây cái đường này là sát với lại bên hông ga luôn nè. Và đi cái đường này thì chúng ta cũng ra ngay bên chỗ cái đường Võ Thị Sáu. Đấy. Vòng 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 thông với nhau quý vị. Đường xá trong này thì nó hơi đi hơi khó đi chút xíu. Chạy xe nó cứ nhảy như là ngựa nhảy. Quý vị coi xíu quang cảnh trong này giống như miền quê. Đây có cái vườn chuối rất là to đấy. Đấy, đi qua đây là chúng ta ra tới cái đường Võ Thị Sáu rồi quý vị. Nói chung là cái đường này ban ngày đi thì ok, buổi tối đi thì cũng hơi sợ sợ tí, hơi vắng. Nhưng mà trong này thì đi qua cái chỗ đó rồi thì chỗ này lại đông lắm quý vị. Cô đang quay thì bất ngờ xe ba gác đến, phải nhường đường cho người ta xíu quý vị, đường nó chật. À, ra tới đây rồi, ra tới đây quý vị, đi ở đây là quý vị ra cái đường Võ Thị Sáu nè. À, nó nằm ngay phía sau của tòa nhà Pegasus ở đây. À, đây là chúng ta ra tới cái đường Võ Thị Sáu rồi, khu ăn chơi bậc nhất Biên Hòa đây. Nắng khá là gắt quý vị. Chỗ này đang có công trình nữa, đang làm gì đây này. Đó. À, đào cống, đào mương. Đào cống, đào mương. Wow, đường xá rất là khó đi luôn. Đây, sẽ tìm cách để qua đường đã. Đây quý vị, Phú quay đầu ngược lại. Đường nó đông lắm. Đi ra ngay chỗ này, bất ngờ lại gặp đang sửa đường nữa. Rồi thì chúng ta đã qua tới cái đường Võ Thị Sáu. Cái video này cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe và mọi sự bình an quý vị nhé.